xin kính chào quý vị khán giả của Rubathan. Xin chào tất cả mọi người. Và đây là hai cô gái rất là xinh đẹp, một cô người Bắc Hà và một cô người Lai Châu, em Tâm và em Sơ. Hôm nay thì Sơ sẽ dẫn Tâm đi chơi chợ phiên nào đây? Hôm nay em sẽ dẫn chị Tâm đi chơi chợ phiên Cốc Ly ạ. Cốc Ly của huyện Bắc Hà luôn đúng không? Vâng. Ok, đây là một cái chợ phiên của chủ yếu đồng bào người Mông em nhỉ? Đúng rồi, ở đây có cả người Mông với lại người Tày, người Nùng. Ok, bây giờ thì anh em mình cũng đã di chuyển một quãng đường khá là xa và đến chợ từ sớm rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chợ nhá. Tâm cười lên cái xem nào, mặt chưa được ăn sáng hay sao ấy nhỉ? Đây, Sơ đã chọn cho Tâm một cái bộ trang phục khá là rực rỡ để hai chị em cùng đi chơi chợ xem nào có anh nào anh ấy để ý không, đặc biệt là em Sơ chưa chồng. Đêm qua thì trời mưa giả dích cả đêm luôn các bạn ạ. Nên là sáng hôm nay thì mây nó bốc lên rất là đẹp. Đặc trưng của vùng cao là mà cứ đêm hôm trước mà mưa thì ngày hôm sau sẽ thường là sẽ có mây các bạn ạ. Sơ ơi, ở chợ này thì có cái gì gọi là đặc trưng nhất nhỉ? À, tương tự như một số cái chợ phiên ở trên Bắc Hà đúng không? Đúng rồi, nó vẫn có cả bán cả thổ cẩm này, làm phở, với lại bán mấy cái đồ gia dụng thôi. À, ok, mình sẽ tự tìm hiểu vậy, khả năng là mình sẽ tìm ra cái điều nó mới lạ ấy. Sơ thì bảo là nó cũng giống giống các cái chỗ khác thôi. Đúng rồi, vẫn giống phiên chợ phiên chém. À, cắn cấu đúng không? À. Đây, khu bên ngoài đường rất là tấp nập rồi các bạn ạ. Hai trăm cả chày cả cối. Về hai vợ chồng tha hồ mà dã. Chày cối cắn cuốc làm rất đẹp các bạn ơi, cả côn cả. Em Sơ không ở đây cho em Sơ múa thử cái này. Côn này bao tiền cái này anh? 200 à? Cái gì cũng 200 à? Sơ đi đằng trước mất rồi, tí nữa gọi Sơ về đây biểu diễn côn thử nào. Hai em đi ra xem chợ dê à? Có nhiều dê không? Em chưa để đâu. Đằng này, phía này có gì? À. Sơ biết múa côn không? Dạ. Biết múa côn không? Côn là cái nào? Cái cây côn có hai đoạn gỗ ấy. Viu 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 viu, ngoài này thấy có một cây này. Đây, cô gái người Mông này đi mua được rất nhiều đồ. Hello em. Mua được nhiều đồ thế. Hai mẹ con đã đi chợ từ sớm lắm rồi. Mua vải, mua mận. Nhà mình không trồng được mận à em? À, phải mua ngoài chợ. Đường vào đây khá là xấu các bạn ạ. Đây mấy anh chị mang mấy cái đồ chơi này vào bây giờ mới bắt đầu chuẩn bị răng lên thôi. Ai chuẩn bị xong trước thì sẽ hút được rất là nhiều khách. Ai đến muộn là sẽ bất lợi hơn. À, chợ trâu ở phía ngoài này đúng không? Chợ trâu và chợ dê à em? Mình đi ra xem trâu một tí nào. Một cái quán ăn sáng nhỏ nhỏ bốc khói nghi ngút luôn. Wow, cái chợ trâu vô cùng là hoành tráng các bạn ạ. Ui rồi này, có đến hàng trăm con trâu các bạn ạ. Ở đây họ đóng sẵn các cái cọc này và mọi người mang trâu đến bán thì buộc nó lại đây thôi cho nó chắc chắn.
À, đây, mọi người phải chuẩn bị cỏ cho nó ăn cả ngày ấy này. Rất nhiều người bán. Mình lựa cái góc này cho các bạn xem cái quy mô cực kỳ hoành tráng của cái chợ trâu này. Mình đi vòng theo đường này để xuống tận bên dưới nhá. Bên dưới nghe nói còn có chợ dê nữa các bạn ạ. Và xem là giá cả ở chợ trâu là như thế nào. Trâu ở đây thì có hai cái hướng các bạn ạ. Một là người dân mang ở trên bản xuống bán cho nhau để mang về làm giống. Hai là các thương lái ở xa lên mua về để bán trâu thịt ở dưới các cái thành phố các bạn ạ. Đây có cả một chú ngựa này. 3 tuổi rồi. Ngựa này không mang đi đua ngựa ở Bắc Hà à chú? Chưa đi, nó còn non quá. À còn non quá à? Non lắm. À xong con này con cái nữa đúng không ạ? Cháu thấy ngựa là mang đi bán là toàn ngựa cái nhỉ? Ngựa đực thì mình không hay bán. Ngựa đực thì không bán đấy. Vâng, con này bao tiền chú? 30 mấy? 31 ạ? Vâng. Đây con dê này chắc là được cô mua về rồi. Giá ngựa thì sẽ tầm từ 30 đến 40 triệu. Tùy theo đực hay cái và to hay nhỏ các bạn ạ. Trâu thì sẽ rẻ hơn đấy. Trâu này là mua được rồi đấy à anh? À mình mang đi bán à? Anh ấy bảo là mang đi để chọi nhau. Lát nữa mình sẽ đi xuống xem là chọi ở đâu. Hôm qua mưa nhiều quá nên là hôm nay cái chợ trâu này nó lầy lội quá. Rảnh rảnh là các anh ấy các băng trâu chọi chơi với nhau. Ấy dạ. Như con trâu của anh này thì nó khoảng bao tiền đấy? 45 triệu. 45 triệu à? Trâu cái thì nó rẻ hơn đấy. Anh ơi, trâu có mở khẩu chưa? Cho bán 20 triệu con anh ơi. Dạ. Trâu mở khẩu nghe rồi. Trâu đực to này là phải hơn 40 triệu. Trâu cái thì sẽ rẻ hơn. Em ơi, hơi dán con một tí đi. Ơm, 20 triệu con thôi mà. Chú có mở cho anh ơi. Con phiên này chú có mở khẩu chưa? Con này hình như sáng nay cũng có chọi nhau với con nào sứt bông rồi kìa. Con nào chưa, chú có chưa mở khẩu ra giảm 70 triệu. Về chú có mở khẩu ra giảm 20 triệu thôi. Giảm giá rồi. Em tưởng Trung Quốc mở ra thì bán đi ra ngoài nó dễ thì nó phải giá nó phải tăng lên chứ. Không, Trung Quốc mở khẩu nó rẻ hơn anh ạ. Trung Quốc nó chưa mở nó còn đắt hơn. À tức là nó mang cả trâu bên Trung Quốc sang đây bán à, đúng không? À, nó chứ cho Trung Quốc sang mà. À con này con cho Trung Quốc sang à? Vâng. Nó có 20 triệu đó cho miền Nam này nó đắt lắm. À. Này, thằng nào bên lộ cho mày bỏ 40 triệu, mày bán luôn cho thằng đấy. Đúng, bán luôn. 40 triệu, tao bán luôn, hay luôn.
Hôm nay thì có vẻ là ít người mua các bạn ạ. Trâu thì rất nhiều. Nếu mà ai mà đến đây chọn một con trâu để mua về mà nuôi thì cũng khá là khó vì nó số lượng người trâu nó nhiều quá. Chị đi bán dê hay đi bán trâu? Bán trâu ạ. Bán trâu à? Bán trâu được đằng sau lưng này à? Ừ. Con này chị bán bao tiền? Chị chẳng biết đâu. Anh thôi. Dạ? Hòa anh thôi ạ. À, cả hai vợ chồng cùng đi bán à? Con đực mà to thế này, con này chắc là cũng phải 30-40 triệu, con này chắc phải gần 40 triệu các bạn. To lắm. Bây giờ mời các bạn đi xuống xem chỗ chợ dê xem thế nào nhé. Nhanh không lát nữa rồi thì dân không bán được người ta cũng mang về. Thì ai cũng mang trâu bò từ rất là xa xuống. Mọi người đa số là phải mang đi từ chiều hôm trước. Nhà nào gần thì mang đi từ đêm hôm trước. Phía ngoài này một người bán lợn đây. Chủ yếu là lợn giống đây, những con lợn nhỏ nhỏ khoảng 10-15 cân. Con này có vẻ già hơn này. Già bao nhiêu? Nó bao nhiêu tiền mà? Bây giờ nói đúng giá bán thì mua cái giá. Cô bán cái gì ở trong này này? Con gì? Chó. À con chó à? Bịt nó kín thế. Bác chó cái bán quýt à? Đây, dê dưới này các bạn ạ. Ê, nghe thấy tiếng dê kêu à? Châu ấy. Dê ở đây thì sẽ bán theo cân các bạn ạ. Trời ơi, toàn mùi dê thôi. Chị đi bán dê à chị? Bán được con nào chứ chị? Bán được một con rồi. Dê là mình bán bao tiền cân? Nhiều giá lắm. Dê cái thì giờ là bán bao nhiêu? Dê tơ này thì bán 12. Dê tơ 12. Bán 15, 14 năm. À vâng. Vâng, giá cũng nói chung là cũng giống giống mọi nơi các bạn ạ. Dê thì có vẻ bán chạy hơn, tấp lập hơn trâu ở dưới kia. Không khí chợ đây rất là hay các bạn ạ. Dưới này thì dê này, trên này là trâu này. Đấy, xong cao lên trên kia đó là trung tâm chợ. Chú dê đã được giao dịch thành công. Đây có con dê đen này to lắm các bạn này. Con bé này mà khỏe nhỉ. Xong rồi.
lợn thả thế sao không đi ạ? Con thấy lông dày như này à? Lợn thả nó phải đi ạ chứ. Thả nó phải đi ạ chứ. Thế mình nhà nào chăn nó khác và lợn người ta luôn. Không, lợn nó vào ở chuồng này nó khác. Lợn thả nó khác. Cái là lợn thả, lợn mông lợn thả nó. Hai con này bao tiền? Hai con này 1 triệu 8. 900 một con. 900 một con khoảng giá được bao nhiêu? 1 triệu 8 giá được bao nhiêu? Đây là giống lợn gì đi anh? Cắp lách. Cắp lách gì ạ? Ừ. Móm rất là nhọn và dài ấy nhỉ? Loại này có lạc không anh? Mình giờ mới mang ra để bán đây anh. Mình mua về. À, mình mua về ạ? Chắc là anh mua buôn, chắc là anh mua của người dân rồi anh lại mang đi bán tiếp. Em gái đi mua trâu hay đi bán trâu này? Ra đây người mẹ bán trâu. À, hai mẹ con đi bán trâu. Con nhà cô là con nào, con trâu nào? À, con gần đây, con đực đây à? À, con cái nhỏ nhỏ kia à? Con này là cô đang ra bán bao nhiêu đây? À, tức là họ sẽ trả trước à? Nhưng chắc là nó cũng phải tầm gần 30 triệu đấy nhỉ? Không, không đến đấy. Không đến à? Châu cái nó rẻ thế rồi à? Chúc hai mẹ con sớm bán được trâu nhá. Để có tiền còn... chắc là sắp cho con gái đi lấy chồng quá. Em về đã lấy chồng chưa? Em có chồng rồi. À, có chồng rồi à? Anh tưởng là đi mẹ đi bán trâu để sắm đồ cho con đi lấy chồng. Em có chồng. Đây chợ đây thì cả khách du lịch nước ngoài cũng đến chơi các bạn ạ. Bởi vì cái sự mộc mạc, cái nét rất là riêng của Tây Bắc các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi về trung tâm của chợ xem nào. Có cái mặt hàng gì thú vị thì đã ghi hình tiếp cho các bạn xem nhé. Dạo qua chợ trâu và chợ dê một chút vậy thôi. Những cái đồ này thì trâu dê thì chắc là không có khách nào, khán giả nào của mình cần mua đâu, vì không thể chuyển nó đi được. Ở đây có một trò chơi thu hút rất đông mọi người tham gia. Quăng trâu để uống lon bia. Trong này các bà bắt đầu là bán các cái đồ nông sản, rau cỏ, hoa quả trồng ở trên, trồng cấy ở trên nương. Các cô gái trên này thì bị hích kỳ rất nhiều. Mận trên này thì rẻ lắm nha các bạn nhé. Mận Bắc Hải chính vụ. Giờ chỉ ra ngoài chợ mua chỉ có mấy nghìn một cân thôi. Mua này năng cân như thế à? À, ở đây thì có bà cô bắt đầu bán các cái đồ dược liệu này. Đấy. Các loại thuốc, cây thuốc ở trên rừng này. Muốn mua cá. Các cái đồ dùng thiết yếu không thể thiếu được hàng ngày của bà con người Mông ở những cái chảo để nấu mèn mén, nấu cắm lợn này. Những cái lù cỏ bây giờ đã được làm bằng nhựa rồi.
và những cây chổi. Em mua được cái gì chưa? Hả? Thấy anh Long ở đâu không? Có, anh đang đứng ngoài cổng này. Anh đi sau anh Long, anh Lượng đi sau anh này. Hai làng đi uống nước à? Cái gì cơ? Đây, trong này mọi người vẫn bắt đầu dọn hàng này các bạn này. Đây, anh em mình đến sớm đây nè. Chợ cũng còn khá là vắng. Bên này có những cái gian uống nước và đồ ăn sáng các bạn ạ. Các cái trẻ có vẻ là cũng thu hút khá nhiều các cái cô gái trẻ ở đây. Đây, ở đây có những cái dược liệu đặc trưng ở trên này các bạn này. Những củ sâm đương quy này. Rồi này chắc là khoảng 3 củ một cân các bạn ạ. Sâm đương quy bồi bổ sức khỏe và tốt hệ xương khớp nhé các bạn nhé. Đây tam thất tươi này. Tươi nguyên các bạn ơi. Điều trị ung nhọt khối u, ngăn ngừa nguy cơ bị ung thư các bạn, và tăng sức đề kháng cho cơ thể. Nên đây là củ nghệ đen hay gọi là gừng đen đúng không? Có chỗ thì gọi nghệ, chỗ thì gọi là gừng, để chữa bệnh dạ dày các bạn ạ. Giữa bệnh đau bụng, người Mông trên này thì cứ bảo là đau bụng thôi, là lấy cái củ này về tán ra cho vào với nước nóng để uống hoặc là pha mật ong. Đó. Mình đau bụng là mình uống đúng không? Đau dạ dày, dạ dày là bụng là gì nữa. Đây là các cái gói thuốc mà gồm nhiều vị thuốc kết hợp với nhau các bạn ạ. Để chữa bệnh phổi rồi bệnh sỏi thận này, viêm loét dạ dày, xương khớp này vân vân. Đấy. Còn đây các cái vị thuốc đây. Vừa rồi có một chú hỏi cái quả hình người này, nhưng mà quả này thì bị cắt chân mất rồi. Chú ấy muốn lấy cả đôi còn nguyên chân để về. Chú ấy muốn để trong nhà để chơi. Lát nữa mình sẽ hỏi giá và mình sẽ báo giá chú ấy xem nào. Đây là các cái bài thuốc cổ truyền của người vùng cao trên này. Đây, tam thất khô đấy các bạn này. Đây thì là như là đông trùng hạ thảo nhưng mà nó chưa lên mầm. Cái này đông trùng hạ thảo đấy à? Nhưng mà nó chưa lên cái mờ lấm đúng không? Nó mới là ở con sâu ấy thôi. Cậu uống nước nhiều chưa cả? Giờ có ăn được tiết canh không? Bọn anh giờ đi ăn tiết canh dê này, có đi thì lên trên này bọn anh em mình vào trong này ăn. Vào thăm khu ẩm thực xem nào. Không ăn tiết canh dê thì ăn cái khác. Đây, Tâm thì sở trường tiết canh rồi anh nhỉ. Bên đây thì có chị bán các cái đồ dược liệu này, chào chị nhé. Của chị đây là đương quy à? Sao nó còn non nhỉ? Đây thì củ còn nhỏ lắm. Cái này là giống mình về trồng thôi đúng không? Bán giống, mọi người mua này về để trồng này. Đây ấu tàu này và cũng có một ít tam thất tươi nữa các bạn ạ. Đây, em mình sẽ đi lên khu ăn sáng xem là có trên này đồ thực đơn ăn sáng có đặc sắc không. Nghe nói là có tiết canh dê rất ngon. Bận này mọi người lựa rất là nhanh. Đây khu ăn sáng đây, chào cô nhá. Bán của cô này là có giò chả và lòng lợn. Còn không biết là anh em mình sẽ đi tìm quán tiết canh thôi nào. Cô gái rất xinh. Các bàn ghế và ở đây thì rất là sạch sẽ các bạn ạ. À đây rồi. Đặc sản thắng cố dê đây có vẻ là đông nhất ở đây luôn các bạn ạ. Thắng cố dê đã có tiết canh dê ở đây. Đây, quán đây thì là những cái tảng thịt luộc lên rất là to. Thịt này là thịt lợn đen ấy. Thịt lợn đen ngon đấy à cô.
Cô là cô ở đây là người người Giấy hay người Lùng? Người Lùng. Cô người Lùng à? Vâng. Tỉnh Giá. Vâng. Đây bây giờ thì em mình sẽ vào cái quán dê này để xem để chọn món. Cô ở đây đang thái để ăn phở đấy hả cô? Thái để nhắm rượu, uống rượu thôi. À nhắm rượu à? Cái này thì bao tiền một lạng cơ? 50. 50.000 một lạng. Vâng. 500.000 một cân. Đây cái bát phở thông thường thì là nó ở đây là bao tiền ạ? Thường là 30-50. 30-50. Vâng, theo khách ăn bao nhiêu mình làm bao nhiêu thôi ạ. Vâng. Thế là tiết canh thì có còn không ạ? Còn ạ. À đấy, anh em mình hôm nay sẽ thử thưởng thức tiết canh. Vâng. Còn rượu thì hôm nay đi xe thì không dám nhắm rượu rồi. À. Ý, thịt dê vớt ra này, rất lạc luôn. Thơm nức luôn các bạn ơi. Đây, tiết canh dê nhà cô làm đã sẵn ở đây rồi các bạn ơi. Rồi nhà mình sẽ ăn tiết canh này và ăn phở các bạn ạ. Sau rồi sẽ vào chợ chơi một chút nữa, xem là buồn muộn có cái mặt hàng gì mới mọi người mang ra không thì ghi hình tiếp. Quán dê là quán đông nhất đây các bạn. Nay là sẽ mời hai người đẹp ăn tiết canh dê. Mình đi chơi chợ dê là mình phải ăn dê chứ nhỉ? Cho thêm phần dê. Cho là thêm phần dê. Tâm thì sở trường tiết canh rồi nhưng mà Sơ thì Sơ không ăn được dê à? Sơ tuổi dê, còn dê. Sơ thì tí nó sẽ đi gọi phở lợn ăn thôi các bạn ạ. Còn anh em mình sẽ ăn tiết canh dê và phở dê. Rồi mời các bạn ăn sáng cùng anh em mình nhá. Không vào thử tiết canh dê à, hai mẹ con. Tầm mua gì nữa không? Hết tiền rồi còn đâu. Đấy lấy một cân tráng miệng. Tâm mua được đôi dép nữa à? Rồi. Tâm mới thấy rất thích đồ ở chợ vùng cao này. Đấy dép quần áo thích lên vùng cao mua hơn là mua ở dưới thị trấn các bạn ạ. Anh em mình đi mua mận để ăn tráng miệng. Vừa lên ăn tiết canh dê và phở dê rất là ngon các bạn ạ. Xin quả nào. Chờ đúng một quả. Đi anh em mình đi ra đi. Phải cho xin một chứ phải cho hai cho nó cân. Anh em mình đã đi quanh hết một vòng cái chợ cốc ly các bạn ạ. Rất là thú vị các bạn ạ. Và một vàng. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ và đồng hành cùng với anh em mình đi đến những cái miền đất rất là tuyệt vời trên Tây Bắc này nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ. Cháu kênh Rubathan ạ. Xoay một vòng TikTok à. Cuối ngày thì mọi người rủ nhau chọi trâu các bạn ạ. Giờ đi quay chọi trâu cho các bạn xem nhé. Kìa trâu đang dắt ở đằng trước kìa. Có mấy con mang đây rồi. Mình thì đang ở Lào Cai. Đang ở Cốc Ly Lào Cai, Bắc Hà. Ở trên này thì vào phiên chợ người ta mang rất nhiều trâu đến bán. Và những cái hôm mà không bán được trâu mấy
rảnh rỗi mọi người mang trâu ra chọi để giải trí. Đây, anh em mình đã ra đến cái chỗ sới chọi rồi. Sới chọi gọi là tự phát thôi các bạn ạ. Ủa, đông người ra xem lắm. Có một chỗ đứng xem rất là an toàn ở trên này. Mình sẽ đi xuống dưới xem nào, cho nó cận cảnh hơn. Đây là cái sân vận động của xã thì phải. Mấy chú lông đây cả. Chú lông đây chứ một cái gì. Trong nhà, trong nào thì ác thật. Con nào con lẽ. Dưới mọi người vẫn đang dàn xếp với nhau. Chưa cho vẫn đánh đâu. Mọi người đang ồn ồn kéo đến. À, đang đợi con trâu này đến các bạn ạ. Đang đợi con trâu này đến. Quay toàn cảnh nữa. Này trước là cái gì, sân khấu gì đấy? Cái sân bóng đá, sân bóng đá của xã. Ờ. Mọi người cổ vũ như cổ vũ bóng đá. Sợ người thôi. Hai con đang thăm dò nhau. Vần nhau. À, chạy rồi chưa kịp đánh. Ô chạy mất kể. Đen ngay nhiều con đen cái nồi trắng. Thế là con chạy là mất kể à? Hơi tiếc chút là trận đấu chưa kịp căng thẳng thì đã kết thúc rồi. À, mọi người cũng đi về đấy các bạn. Mọi người lại hẹn gặp nhau ở một phiên chợ tiếp theo. Lại đi bán trâu và lại chọi trâu này.